Ok, các bạn nha. Hôm nay clip này mình sẽ làm cái độ khó cao hơn một tí nha các bạn. Mình sẽ đặt cái ly này lên đây nha các bạn. Mình sẽ đặt cái ly này trên này, vừa trên này cũng trồng thêm một ly nữa nha các bạn. Ok, bắt nước đi. Đây cái ly múc luôn. Bàn lên kênh để trên góc này. Ok nha các bạn. Ok nha các bạn. Và sau đây mình sẽ thử giật hai cái tiền tờ tiền này ra nha các bạn. Mình xem nó có rớt này ngã không các bạn. Ly kỳ quá ha. Đây, cho các bạn xem cận gần nha các bạn. Đây. Đây, rút cái tờ tiền ra nha các bạn. Ok nha các bạn. Đây các bạn, quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok, và sau đây mình sẽ rút tiền ra nha các bạn. Và sau đây mình sẽ rút tiền ra nha các bạn. Xong rồi cái trên mình đã rút ra rồi nhé các bạn. Cái này quan trọng là phần dưới này các bạn. Quan trọng phần dưới này nó mới nguy hiểm sợ này các bạn. Động phần dưới này nó mới nguy hiểm sợ này các bạn ạ. Yeah! Ok không các bạn ơi, ok không? Nếu thấy mình làm được hay like, nhớ like và đăng ký cho mình nha các bạn ơi. Chứ quá đẳng cấp luôn các bạn. Ok, quá đẳng cấp luôn các bạn. Các bạn thấy không? Hay không các bạn? Quá ok. Ok nha các bạn. Quá đẳng cấp luôn. Hay quá các bạn. Nhấn like đăng ký ủng hộ mình nha các bạn nha. Và theo dõi những video nào mới mai mình sẽ làm độ khó cao hơn nha các bạn.